Kẻ này tiền, kẻ rơi lệ. Này không dễ nha, không dễ tóc nha. Tiền rồi. Anh Vinh ngồi giữa đây. Dạ. Con thấy là hợp lý đó, tại vì chú biết sao không, người chú á phải ngồi giữa trên đó cho che cái góc khuất lại thì chú hơi bị rộng cái bề ngang, rộng cái bề ngang á chú. Rộng bề ngang. Chú ngồi góc khuất để cho nó rộng bề ngang là sao cưng? Tức là lòng rất là lòng. Thua mở hả? Đúng rồi. Đừng nói vậy, anh nghĩ không hài lòng. Tóc tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên. Anh có dám nhảy vô mồm nhã Phương nói chuyện hay không? Dám là nhảy hết. Dám là nhảy hết. Dạ hết mồm luôn á chứ. Trời ơi, nhảy vô mồm nhã Phương phải nhả ra cái chết liền chứ sao.